Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một tin buồn đã đến với người dân Việt Nam. Cả nước đều khóc thương khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần và chút đi hơi thở cuối cùng vào chiều ngày hôm nay tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời đã được Đảng Cộng sản Việt Nam công bố, và Việt Nam sẽ tổ chức quốc tang đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo như thông tin từ Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành đã tận tình cứu chữa, gia đình đã hết lòng chăm sóc. Nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời ở tuổi 80. Nguyên nhân ông Nguyễn Phú Trọng qua đời được Đảng Cộng sản Việt Nam công bố là do tuổi cao sức yếu. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sắp ra thông cáo đặc biệt về tang lễ của ông Trọng. Tờ báo này đưa tin và cho biết sẽ là lễ quốc tang, nghi thức tang lễ dành cho những lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước. Ông Trọng được xác nhận là đã qua đời chỉ một ngày sau khi Bộ Chính trị ra thông báo phân công Chủ tịch nước Tô Lâm đảm đương công việc của Tổng Bí thư thay ông Trọng trong lúc ông Trọng được điều trị tích cực. Trước đó, vào ngày 18 tháng 7, Thông tấn xã Việt Nam còn đưa tin ông Tô Lâm cùng tập thể Bộ Chính trị đã đến Bệnh viện 108 để trao huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước cho ông Trọng. Buổi lễ này là có sự hiện diện của gia đình và những người thân cận của ông Trọng. Nhưng hãng tin nhà nước không cho thấy bất cứ hình ảnh về lễ trao huân chương sao vàng này. Ông Trọng là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam trong vòng hơn một thập niên vừa qua. Ông ra đi khi nhiệm kỳ Tổng Bí thư của ông còn 2 năm nữa mới chấm dứt. Đây là lần thứ 2 ở Việt Nam thời hậu chiến một Tổng Bí thư từ trần khi đang tại nhiệm sau trường hợp của ông Lê Duẩn vào năm 1986. Chúng ta hãy cùng đến với những điều đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khép lại một kỷ nguyên mà quyền lực của Tổng Bí thư được củng cố chưa từng thấy kể từ những năm 1980. Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành công cuộc chống tham nhũng mang tính sống còn, vốn đã loại bỏ những quan chức tham nhũng và truy cứu trách nhiệm những nhà lãnh đạo lên tới các cấp cao nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được nhớ đến do đã khởi xướng chủ thuyết ngoại giao cây tre và trở thành Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam đến thăm Nhà Trắng của Mỹ. Với tầm ảnh hưởng lớn được ghi nhận cả ở trong nước và ngoài nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại các di sản mang tính lịch sử. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam kể từ cố tổng thống như Lê Duẩn. Lần đầu tiên đắc cử chức Tổng Bí thư vào năm 2011, ông được bầu nhiệm kỳ thứ hai 5 năm sau đó đến năm 2021. Mặc dù đã quá tuổi và điều lệ đảng không cho phép, ông vẫn được Đại hội 13 tín nhiệm giao cho nhiệm kỳ Tổng Bí thư thứ 3. Trước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ có nhà lãnh đạo thời chiến là Tổng Bí thư Lê Duẩn làm Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông được Quốc hội Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước vào tháng 10 năm 2018 để thay thế ông Trần Đại Quang qua đời khi đang tại nhiệm. Khi đó ông kiêm nhiệm cả Tổng Bí thư lẫn Chủ tịch nước.
Nhưng đến tháng 4 năm 2021, ông được miễn nhiệm Chủ tịch nước và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu lên thay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người thứ hai trong lịch sử Việt Nam đảm nhiệm ba vai trò lãnh đạo hàng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội sau cố lãnh đạo Trường Chinh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng ra mời và đón tiếp nguyên thủ các nước Mỹ, Trung Quốc và Nga đến thăm Việt Nam, lần lượt là Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 2023, Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 12 năm 2023 và Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6 năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Chủ tịch nước Tô Lâm ký tặng Huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho những cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp của Đảng hôm 18 tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, nhiệm kỳ của Tổng Bí thư thứ 3 của ông đã chứng kiến những xáo trộn chưa từng thấy trong lịch sử Đảng khi chứng kiến sự ra đời của 7 trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, trong đó có các Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng hàng chục ủy viên Trung ương Đảng đang đương chức cũng như đã về hưu. Những lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện lần cuối cùng trước công chúng là khi Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị Trung ương 9 vào giữa tháng 5 năm 2024, khi ông được nhìn thấy ngồi một chỗ đọc diễn văn thay vì đứng trên bục như những lần trước, họp với các lãnh đạo cấp cao vào ngày 13 tháng 6 và hội đàm với Tổng thống Nga vào ngày 20 tháng 6. Trong khi đó, ông vắng mặt tại những sự kiện quan trọng mà Tổng Bí thư thường đích thân đến dự như Hội nghị Quân ủy Trung ương hay Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vào tháng 7 năm 2024. Đây là lần thứ hai thời hậu chiến ở Việt Nam một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ra đi khi đang tại nhiệm, sau khi ông Lê Duẩn từ trần hồi năm 1986. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi khi Đảng Cộng sản đang trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội thứ 14, dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2026 mà vẫn chưa xác định được người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rõ ràng. Bản thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa là trưởng tiểu ban văn kiện và tiểu ban nhân sự cho Đại hội 14